Chương trình tiếp tục với những thông tin đang được dư luận quan tâm liên quan đến nhóm đối tượng có hành vi lừa đảo trên không gian mạng với thủ đoạn giả danh sàn giao dịch thương mại điện tử Shopee nhằm chiếm đoạt tài sản cá nhân tại các tỉnh Cao Bằng và Thái Nguyên, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Cao Bằng vừa tiến hành khởi tố thêm 11 bị can trong đường dây này. 11 đối tượng vừa bị khởi tố bị can đều là nữ từ 22 đến 45 tuổi, có hộ khẩu tại các tỉnh Cao Bằng và Thái Nguyên quá trình điều tra cơ quan chức năng xác định các đối tượng này đã sử dụng trái phép thông tin cá nhân mà không được phép của chủ sở hữu đồng thời có hành vi giúp sức cho nguyễn thị tuyết dân đối tượng điều hành đường dây lừa đảo và đã bị bắt trước đó thực hiện việc công khai hóa trái phép thông tin riêng của nhiều người trên mạng máy tính thu lợi bất chính hàng chục triệu đồng